Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Phong trào cựu chiến binh huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình giúp nhau phát triển kinh tế. Huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên phát triển nông nghiệp sạch. Khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh Nam Định 6 tháng đầu năm đạt khá. Luật an ninh mạng bảo vệ quyền lợi công dân. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương bắt nhóm đối tượng cá độ bóng đá. Hà Nam nâng cao nhận thức cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, do vụ chiêm xuân thu hoạch muộn hơn thời vụ từ 5 đến 10 ngày nên việc sản xuất vụ mùa yêu cầu khẩn trương hơn. Tăng cường cơ giới hóa trong sản xuất vụ mùa là giải pháp hữu hiệu để đảm bảo thời vụ, đồng thời góp phần giải phóng sức lao động. Đến nay, toàn tỉnh đã làm đất được trên 80% diện tích, chậm hơn so với cùng kỳ năm trước 20% và đã gieo cấy được hơn 5.000 ha, đạt 10%. Trong đó, 100% diện tích đất được làm bằng máy. Trên những chân ruộng để phục vụ việc trồng cây vụ đông đã được bà con cấy xong, tập trung ở các xã thuộc huyện Kim Thành, Gia Lộc, Tứ Kỳ. Các huyện có nhiều diện tích cấy lúa mùa đã sẵn sàng cấy, đảm bảo đúng thời vụ như huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Bình Giang. Song song với việc làm đất bằng máy, các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp của huyện Ninh Giang, Bình Giang đã chuẩn bị mạ khay để cấy máy, đẩy nhanh tiến độ làm mùa. Vụ chiêm xuân năm 2018 ở xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang, diện tích cấy máy chỉ có 10 ha, thì đến vụ mùa, diện tích cấy máy đã tăng lên gần 100 ha. Số diện tích đã được chuẩn bị mạ đăng ký cấy máy của huyện Ninh Giang khoảng gần 500 ha. Chúng tôi cũng đã có một cái kế hoạch xây dựng cái kế hoạch, tức là tu sửa các cái máy móc, đấy, nhất là máy móc để phục vụ thủy nông. Thế sau đó rồi là như vậy là chỉ đạo các cái đơn vị, tức là tập trung vào cái làm đất, tức là bằng máy. Đến bây giờ thì nói chung là công tác làm đất thì cũng đã cơ bản đồng độ được 85% là coi như là làm xong. Đấy, để coi chỉ việc cấy thôi. Thế và chuẩn bị là 1-2 nữa là chúng tôi sẽ đưa cái mạ này ra để cấy ở ruộng bằng máy cấy. Khi thời vụ gấp gáp là thách thức lớn đối với gieo cấy lúa mùa, thì việc tăng cường cấy máy là giải pháp hữu hiệu. Tuy nhiên, việc cấy bằng máy ở các địa phương hiện nay đang gặp khó khăn lớn nhất là khâu làm mạ khay. Việc làm mạ khay đòi hỏi kỹ thuật cao hơn mạ thông thường rất nhiều. Vì vậy, các địa phương cần có giải pháp hỗ trợ nông dân hoặc các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp nên tổ chức làm mạ khay cho bà con. Bên cạnh các giải pháp về cơ cấu giống, kỹ thuật canh tác, các địa phương cần tăng cường tuyên truyền người dân không lơ là chủ quan mà phải đẩy nhanh dồn sức cho sản xuất để vụ mùa có thể cán đích an toàn. Thưa quý vị và các bạn, hướng tới nền nông nghiệp sạch, đồng thời tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm nông nghiệp, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã bắt đầu xuất hiện một số mô hình sản xuất rau quả sạch. Đây được xem là hướng đi đúng với định hướng, qua đó dẫn tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm của địa phương. Hợp tác xã rau quả an toàn thôn Ngọc Bộ, xã Long Hưng là mô hình đầu tiên ra mắt. Bước đầu, hợp tác xã canh tác trên diện tích gần 20 ha, sản xuất áp dụng theo tiêu chuẩn Việt Gáp, sử dụng giải pháp hữu cơ sinh học, đảm bảo an toàn thực phẩm, sử dụng các chế phẩm sinh học theo hướng bảo vệ môi trường và an toàn thực phẩm, đóng gói tem nhãn nhận dạng thương hiệu để người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Tại thôn Lại Ốc tuy chưa phải là mô hình hợp tác xã, nhưng cũng đã xuất hiện hàng chục hộ nông dân cùng nhau quy vùng theo hình thức cùng nhau hợp tác để sản xuất nông nghiệp sạch. Tại xã Liên Nghĩa và một số xã lân cận cũng đang hình thành nhiều vùng do các hộ dân tự phát dồn thửa quy vùng để tìm kiếm đơn vị hỗ trợ kỹ thuật sản xuất theo hướng nông nghiệp sạch, đồng thời tìm kiếm đầu ra cho sản phẩm. Các mô hình này đều tập trung gieo trồng số cây củ quả như bưởi, ổi, cam, mướp và một số loại rau ngắn ngày. Giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống là một trong những phong trào thiết thực và ý nghĩa đang được Hội Cựu Chiến binh huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình tích cực triển khai. Từ phong trào này, nhiều hội viên trong huyện đã vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Hội đã tuyên truyền vận động hội viên tích cực áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của địa phương. Phối hợp với các ngân hàng đứng ra tín chấp với tổng số vốn gần 58 tỷ đồng, giúp cho trên 3.000 gia đình có vốn phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình trang trại, gia trại cho thu nhập cao. Toàn huyện hiện có 150 mô hình do cựu chiến binh làm chủ có giá trị thu nhập từ 70 đến 200 triệu đồng. Tiêu biểu như mô hình nuôi cá kết hợp với trồng chuối Tây Thái Lan ở Yên Đồng, Yên Từ, mô hình trồng rau rút kết hợp nuôi trạch sụn ở Yên Hòa.
Đời sống, vật chất và tinh thần của nhiều hội viên từng bước được cải thiện và nâng lên rõ rệt, góp phần giảm tỷ lệ hộ hội viên nghèo còn dưới 2%. Thời gian tới, Hội Cựu Chiến binh huyện Yên Mô tiếp tục tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận với nguồn vốn ưu đãi và tiến bộ khoa học kỹ thuật, xây dựng các mô hình kinh tế phù hợp, góp phần cùng với địa phương thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế xã hội đã đề ra. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào nông dân thi đua sản xuất giỏi, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo ngay trên chính đồng đất quê hương đã và đang là hoạt động trọng tâm mang tính nòng cốt của Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh. Tại huyện Thuận Thành, phong trào này cũng được khai thác và phát huy hiệu quả, góp phần tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho nhiều gia đình hội viên nông dân cũng như người lao động, đưa kinh tế của địa phương ngày càng phát triển. Với gần 20.000 hội viên, 352 trang trại gia trại, thời gian qua, các cấp hội nông dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai nhiều giải pháp giúp đỡ hội viên. Từ việc tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt chăn nuôi, đến thực hiện ủy thác cho hộ nghèo và đối tượng chính sách vay vốn phát triển sản xuất với dư nợ lên đến gần 80 tỷ đồng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bên cạnh việc hỗ trợ về giống vốn chuyển giao khoa học kỹ thuật, hàng năm, Hội Nông dân huyện Thuận Thành đã tổ chức phát động phong trào thi đua biểu dương những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Đến nay, toàn huyện có hơn 45.000 lượt hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó cấp trung ương là 29 lượt hộ, cấp tỉnh 328 lượt, cấp huyện 4.500 lượt và cấp cơ sở hơn 40.000 lượt hộ. Nhiều hộ có thu nhập bình quân hàng năm từ vài trăm triệu đồng trở lên, chỉ tính riêng 352 trang trại gia trại mỗi năm cũng mang lại lợi nhuận về cho nông dân huyện hàng chục tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, chôn hương cho xạ hương là một loại dược liệu quý, thì chôn có giá trị kinh tế cao. Vì vậy mà chôn hương được nhiều nơi và đặc biệt là các nhà hàng thu mua với giá cao. Hơn nữa, việc nuôi chôn hương cũng ít tốn công, không cần diện tích lớn. Nhận thấy những ưu điểm trên, ông Đoàn Văn Nghiên, xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình, đã nuôi 90 con chôn hương trên diện tích chuồng nuôi hơn 100 m², nhưng lại cho thu nhập hiệu quả kinh tế cao gần 100 triệu đồng một năm. Trước kia, ông Đoàn Văn Nghiên phát triển kinh tế từ việc chăn nuôi gia súc gia cầm, gắn bó với nghề nông nhiều năm, trải qua không ít mài rủi. Bởi vậy, ông đã quyết định chuyển sang mô hình nuôi chồn hương hơn một năm nay. Tôi cũng đi xem đây đó, tìm hiểu về chăn nuôi thì tôi thích nuôi con cầy ngoài hương này. Ưu điểm mà nó đồ ăn của nó, chi phí hàng ngày là nó rất thấp, nó không đáng là bao nhiêu, tầm 3-4 ngàn đồng nhỏ. Sức đề kháng của nó cao, khỏe, mạnh. Còn đầu ra của nó thì hiệu quả kinh tế cao. Chồn hương là vật nuôi dễ tính. Thức ăn chính có thể là cơm, trái cây, cá, thịt, là thức ăn dư thừa tận dụng trong các gia đình. Hơn nữa, chi phí đầu tư cho chuồng trại thấp bởi không tốn quá nhiều diện tích đất. Chuồng nuôi được làm từ khung, lưới sắt, mỗi chuồng chỉ rộng chừng nửa mét vuông. Loại chồn này sống trong điều kiện nuôi nhốt vẫn sinh sản khá tốt. Chồn nuôi khoảng 6 tháng, đạt trọng lượng từ 3 đến 3,5 kg có thể xuất bán. Khi chúng được hơn 1 năm tuổi, sẽ bắt đầu thời kỳ sinh sản. Đây chính là thời điểm quan trọng để quyết định năng suất sinh sản của chồn hương. Mới chỉ làm mô hình nuôi chồn hương hơn 1 năm nay, thế nhưng bước đầu đã cho thấy hiệu quả và tiềm năng nhất định. Dự kiến trong 6 tháng cuối năm, ông Nghiên sẽ mở rộng thêm diện tích chuồng trại để nhân thêm số lượng chồn hương và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với những ai có ý định nuôi chồn hương để mang thu nhập cao hơn cho bà con. 6 tháng đầu năm 2018, sản lượng khai thác thủy sản của tỉnh Nam Định ước đạt trên 26,3 nghìn tấn, bằng gần 55% kế hoạch. Trong đó, khai thác mặn lợ đạt trên 25 nghìn tấn, khai thác nội địa đạt trên 1,3 nghìn tấn. Để phát triển khai thác thủy sản theo hướng bền vững, năm 2018, ngành thủy sản tăng cường phối hợp với chính quyền các địa phương và các đồn trạm biên phòng tích cực bám sát địa bàn, tiến hành rà soát, thống kê phân loại tàu cá và hướng dẫn tạo điều kiện cho ngư dân làm thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp đổi và gia hạn giấy phép khai thác thủy sản, phấn đấu thực hiện gia hạn đăng kiểm và cấp phép khai thác thủy sản cho trên 95% tổng số tàu cá thuộc diện quản lý. Tập trung tuyên truyền vận động, khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi để phát triển các tổ đội khai thác, hội nghề nghiệp trên nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, cùng có lợi của ngư dân. Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản tiếp tục thống kê, kiểm tra, giám sát sản lượng,
nghề khai thác hải sản, đẩy mạnh công tác cấp mới, cấp đổi, gia hạn giấy phép khai thác thủy sản, duy trì ổn định sản lượng khai thác ven bờ và giảm dần tàu cá có công suất máy dưới 20 CV, quản lý tốt các cơ sở đóng mới tàu cá và xử lý nghiêm những cơ sở tự ý đóng mới tàu cá thuộc diện cấm phát triển. Phấn đấu năm 2018, sản lượng khai thác toàn tỉnh đạt khoảng 30.000 tấn. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đến nay huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình đã đưa 100% thủ tục hành chính cấp huyện thuộc 14 lĩnh vực thực hiện tại Trung tâm Hành chính công. Với trên 246 thủ tục hành chính thuộc 15 ngành, lĩnh vực đã được huyện Tiền Hải đưa ra thực hiện tại Trung tâm Hành chính công của huyện, đạt tỷ lệ 100% thủ tục hành chính cấp huyện. Chỉ tính riêng 6 tháng qua, trung tâm này đã tiếp nhận trên 7.300 hồ sơ, trong đó trên 7.100 hồ sơ đã được giải quyết, đạt tỷ lệ 97%. Lĩnh vực có số lượng hồ sơ và tần suất giải quyết cao tập trung chủ yếu vào 3 lĩnh vực là tài nguyên, lao động thương binh và xã hội, kế hoạch đầu tư và tài chính. Các thủ tục hành chính được xử lý công khai, minh bạch, tận tình, chính xác và trả kết quả đúng hẹn, tạo điều kiện thuận lợi và tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại cho người dân và các tổ chức đến thực hiện các thủ tục hành chính. Kỹ năng nghiệp vụ hành chính cũng như tinh thần, tác phong và thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức không ngừng được nâng lên. Thời gian qua, ngành y tế huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định đã quan tâm đầu tư phát triển mạng lưới y tế cơ sở, các chương trình mục tiêu y tế quốc gia được triển khai hiệu quả. Từ đó, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được tăng cường. Nhiều dịch bệnh nguy hiểm đã được khống chế và đẩy lùi, chất lượng dịch vụ y tế cơ sở từng bước được cải thiện, góp phần nâng cao công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa y tế, tranh thủ các nguồn vốn huy động đóng góp của cộng đồng để nâng cấp xây mới, đầu tư trang thiết bị y tế cho các trạm y tế các xã. Đến nay, 10 trên tổng số 11 xã thị trấn trên địa bàn huyện Mỹ Lộc đã đạt chuẩn y tế quốc gia. Triển khai xây dựng xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế đến năm 2020, huyện Mỹ Lộc đặt mục tiêu đến hết năm 2018, 100% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã. Bên cạnh việc xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp bổ sung trang thiết bị cho các trạm y tế các xã thị trấn, ngành y tế huyện Mỹ Lộc còn tổ chức đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn cho đội ngũ y bác sĩ, tạo điều kiện để các trạm y tế có đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân ngay tại tuyến cơ sở. Phát huy vai trò của người phụ nữ trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường, thời gian qua, Hội Phụ Nữ xã Tân Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên luôn chú trọng đến việc tuyên truyền, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, góp phần cho bộ mặt nông thôn thêm xanh, sạch, đẹp. Hội Phụ Nữ xã Tân Dân có hơn 2.000 hội viên, trong đó hơn 90% số gia đình hội viên thực hiện tốt mô hình 503 sạch. Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường đối với phát triển kinh tế và chất lượng cuộc sống trong khu dân cư, Hội Phụ Nữ xã đã vận động các hội viên cứ 2 tuần một lần tập trung dọn vệ sinh môi trường, thu gom rác, quét dọn và phát quang cỏ trên các tuyến đường liên xã thôn, đồng thời thực hiện tốt việc phân loại rác thải ngay tại hộ gia đình, góp phần làm cho môi trường sống xung quanh luôn sạch, đảm bảo sức khỏe. Cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, công tác bảo vệ môi trường cũng đặt ra những nhiệm vụ hết sức khó khăn. Theo thống kê sơ bộ, mỗi ngày trên địa bàn tỉnh Hà Nam có từ 230 đến 250 tấn rác thải các loại. Chính vì vậy, việc nâng cao nhận thức của cộng đồng có ý nghĩa hết sức quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường. Nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, thời gian qua, ngành chức năng đã tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường cho người dân. Hàng năm, các công trình, tuần lễ quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, ngày môi trường thế giới, ngày đa dạng sinh học được tổ chức, tạo ra phong trào sâu rộng, có hiệu ứng lan tỏa, nâng cao nhận thức, hành vi và tinh thần trách nhiệm của người dân về việc sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch, bảo vệ môi trường sống trong cộng đồng. Nhiều địa phương xây dựng và thực hiện các quy ước, hương ước, các mô hình tự quản trong cộng đồng dân cư về bảo vệ môi trường. Nhiều tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã tích cực tham gia bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp, tạo chuyển biến tích cực về công tác bảo vệ môi trường. Mặt trái của sự bùng nổ thông tin trên Internet chính là những tác động đến tâm lý của người sử dụng, khi đây còn là môi trường mở để nhiều đối tượng lợi dụng kẽ hở, tung tin không đúng sự thật, xuyên tạc và bóp méo lịch sử, gây nguy hại đến an ninh chính trị quốc gia. Ghi nhận của phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Mọi người dùng mạng xã hội là nơi dễ bày mọi thứ.
từ công việc, bữa ăn hàng ngày, tới các mối quan hệ, các vấn đề xã hội. Nhưng mặt trái của nó là phần lớn nội dung tin đến với chúng ta lại chứa đầy rẫy những thông tin giật gân, gây sốc, câu like hoặc giả mạo mà mọi người đều có quyền bình luận, phán xét, chia sẻ. Nhiều trường hợp, gieo rắc thông tin sai lạc gây hoang mang dư luận, kích động hành vi có tính chất cực đoan, bạo lực, dẫn đến mất trật tự xã hội, vi phạm pháp luật. Vừa qua thì đã có những cái thông tin gây kích động, gây nhiễu khá là nhiều. Sau khi mà dự luật về đặc khu không được thông qua, thì bên cạnh thì sau đó vẫn có những cuộc kích động, biểu tình và bạo loạn. Nên em nghĩ là luật an ninh mạng được đưa ra sẽ đem đến những cái thông tin mà chính xác hơn và có thể giúp cho người dân phải tỉnh táo hơn khi mà nghe theo những cái thông tin nó từ nguồn chính thống. Thể hiện ý kiến cá nhân là nhu cầu tất yếu của mỗi con người, nhất là trong thời đại Internet. Các thiết bị thông tin liên lạc di động, các mạng xã hội phát triển bùng nổ. Việc thể hiện quan điểm cá nhân được thực hiện dễ dàng hơn bao giờ hết. Tuy nhiên, bày tỏ quan điểm cá nhân một cách văn hóa, tôn trọng cộng đồng và người khác, cũng như không vi phạm pháp luật thì không phải ai cũng làm được. Và vụ hai điều dưỡng viên thuộc Sở Y tế Thái Bình xuất phát từ sự thiếu hiểu biết của bản thân và a xua theo bạn bè trên mạng xã hội, gửi tin nhắn kêu gọi mọi người biểu tình bị kỷ luật vừa qua, là bài học đắt giá cho mọi người dùng mạng xã hội hiện nay. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa làm rõ bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với số tiền hàng chục tỷ đồng. Sau một thời gian đấu tranh chuyên án, đến nay Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hải Dương đã bắt giữ 3 đối tượng: Nguyễn Đắc Tôn sinh năm 1989, Phạm Văn Tới sinh năm 1984 và Kiều Bá Toàn sinh năm 1987, cùng chú tại xã An Lâm, huyện Nam Sách về hành vi đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá. Qua điều tra bước đầu xác định, đối tượng cầm đầu nhóm cá độ này là Nguyễn Đắc Tôn. Tôn mua một tài khoản ảo trên mạng rồi chia nhỏ thành nhiều tài khoản con cho các đối tượng còn lại tổ chức cá độ bóng đá qua mạng để kiếm hoa hồng. Từ đầu World Cup đến nay, số tiền cá độ qua tài khoản của nhóm đối tượng này lên đến trên 23 tỷ đồng, trong đó riêng ngày 28 tháng 6 có trên 7 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật. Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, cùng cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới. Thời gian qua, mô hình đội tự quản của cựu chiến binh về an ninh trật tự xã Tạ Trạch, huyện Khói Châu, tỉnh Hưng Yên đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng trong việc vận động toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn. Xã Dạ Trạch hiện có hơn 1.900 hộ dân sinh sống. Những năm qua, nhiều gia đình thường xuyên bị mất trộm, an ninh trật tự trong xã không được đảm bảo. Cựu chiến binh xã đã đứng ra thành lập 3 đội tự quản với tổng số là 18 thành viên, 6 thành viên một đội ở các khu dân cư. Không quản ngày hay đêm, không có chế độ hay thủ lao, nhưng hàng ngày, các thành viên ở các tổ luôn tích cực tuyên truyền, tuần tra các thôn xóm để kịp thời ngăn chặn và đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó, các đội cũng thường xuyên nhắc nhở các hộ gia đình sinh sống hai bên đường không lấn chiếm vỉa hè lòng đường để buôn bán kinh doanh, không gây cản trở giao thông. Với những việc làm thiết thực, các đội tự quản đã góp phần quan trọng trong việc xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thưa quý vị và các bạn, Bắc Ninh là một trong những tỉnh nằm trong top đầu cả nước về thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư nước ngoài. Với 16 khu công nghiệp tập trung, hơn 1.000 doanh nghiệp đã được cấp phép đầu tư, tổng số vốn đăng ký là gần 17 tỷ đô la Mỹ, thu hút gần 300.000 công nhân lao động trong và ngoài nước. Có được kết quả đó, ngoài những chính sách ưu việt của tỉnh, sự đồng thuận của mọi tầng lớp nhân dân, còn có sự vào cuộc một cách quyết liệt của các ngành chức năng, trong đó có lực lượng vũ trang trong việc đảm bảo an ninh trật tự, góp phần bảo vệ an toàn môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư. Để đảm bảo an ninh trật tự tại các khu vực này, giúp các doanh nghiệp và người lao động yên tâm sản xuất kinh doanh, những năm qua, Công an huyện Tiên Du đã triển khai xây dựng nhiều phương án, giải pháp đồng bộ, qua đó đã phát hiện, tố giác, xử lý nhiều vụ việc phức tạp, góp phần đảm bảo môi trường đầu tư an toàn, trở thành sự lựa chọn của nhiều nhà đầu tư. Cùng với những chính sách cởi mở,
thông thoáng của tỉnh trong việc thu hút đầu tư, đặc biệt là các dự án đầu tư nước ngoài vào các khu cụm công nghiệp, thì việc đảm bảo ổn định an ninh trật tự tại các khu vực này cũng như các vùng giáp danh sẽ là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp yên tâm đầu tư. Qua đó, góp phần đưa tỉnh Bắc Ninh trở thành điểm đến an toàn, thân thiện, tiếp tục là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.